Ta có quà tặng cho nè. Hai viên dạ minh châu này chính là tự cung của nàng đưa ra ngoài. Phải. Nàng đúng là rất có bản lĩnh. Nàng có thể sai cả Ngạo Bái đi giết người cho nàng. Xin đại hãn cho Triết Triết được chết. Cho dù bắt nàng chết, ta cũng muốn nghe lời giải thích của nàng. Nhưng Trân Châu đại hãn không tìm thấy. Thần thiếp đã tìm được rồi. Tại sao nàng làm như vậy? Làm vậy đối với nàng không hề có lợi ích gì. Thiếp chỉ muốn yêu thương người đàn ông của thiếp, giúp người đàn ông thiếp yêu tìm lại người phụ nữ chàng yêu quý, thấy người hạnh phúc khi mất rồi tìm lại được. Đây chính là điều thần thiếp mong muốn. Có được hồng nhan tri kỷ như nàng, hoàng thái cực này còn mong gì nữa? Có thể hầu hạ làm mọi việc như đại hãn là phúc phần của thần thiếp. Xem ra trong hậu cung này cũng chỉ có nàng là hiểu ta nhất. Vậy thì tiếp theo đây, ta nghĩ chắc nàng cũng đã hiểu rõ nên làm thế nào rồi chứ? Tham kiến đại hãn. Tham kiến đại hãn. Miễn lễ. Tạ đại hãn. Ta chúc đệ và Đa Đạt sớm ngày chiến thắng trở về. Ta và tứ tẩu đệ chờ đệ trở về thành thân với Ngọc Nhi. Đa tạ đại hãn. Đa nhị cũng sẽ không làm đại hãn thất vọng. Ừ. Xuất phát. Đại hãn, hôm nay người đích thân tiễn quân xuất thành, hành động này có vẻ quá đề cao Đa Nhi Cổn. Người không sợ uy phong của hắn tăng lên sao? À, thật ra để cảm thấy lần này hoàng thái cực không phải thật sự tin tưởng huynh. Hắn chỉ vì lo lắng binh lực của huynh đệ ta. Lần này khó khăn lắm huynh mới thoát được nạn này, hơn nữa còn sắp thành thân. Huynh không nên nhớ đến nữ nhân của người khác nữa. Hơn nữa bây giờ Ngọc Nhi đang mang thai con của hoàng thái cực. Hoàng thái cực muốn có con trai như vậy, hắn sẽ không đối xử tệ bạc với người mang thai con hắn đâu. Huynh yên tâm đi. Lúc ta không có ở Thịnh Kinh, không biết hoàng thái cực có làm gì Ngọc Nhi không. Tuy không phải lo đến tính mạng của chúng ta, nhưng gần vua như gần hổ, ta vẫn lo lắng hoàng thái cực sẽ không dễ dàng buông tha cho Ngọc Nhi. Đây là dầu thơm quân dùng qua hải lang và những giọt sương được hứng lúc sáng sớm trộn lại tạo thành. Quân đựng nó trong bình hồ lô nhỏ, rồi làm thành hai sợi dây chuyền, mỗi một sợi với một sợi. Sau này trong lòng quân chỉ có muội, trong lòng muội cũng chỉ có huynh. Cho dù sau này mỗi người một nơi, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này sẽ biết được người kia đang ở đâu. Phu Tấn, những giọt sương người hứng được thơm quá. Đây là hoa gì vậy? Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy nó. Hải Lan Châu. Đại Phúc Tướng. Đại Phúc Tướng, thì muội có chuyện gì không? Sao muội xa lạ với ta kìa? Ta chỉ muốn nói với muội là trưa nay ta sẽ uống trà trong hoa viên. Nếu muội rảnh không có gì làm, muội cũng có thể qua đó cùng ta uống trà trò chuyện. Chà, hai người uống trà sao lại không gọi muội vậy? Thuần Phúc Tấn tới rồi sao?
Đại Phúc Tấn Cát Tường. Thôi Phúc Tấn Cát Tường, muội muội khách sáo quá rồi. Bây giờ ta với muội như nhau đều là Trắc Phúc Tấn. Muội không phải nô tài, không cần phải giống như trước đây như nô tài thỉnh an chủ tử. Yên tâm đi, ta cũng sẽ luôn nhắc nhở Hải Lăng Châu. Bây giờ muội ấy cũng như muội, đều có vị trí như nhau. Đại Phúc Tấn nói rất phải, nhưng mà ngự y nói đứa bé trong bụng muội có lẽ là một tiểu a ca bụ bẩm. Muội mang bụng lớn như vậy cũng không tiện cùng ngồi nói chuyện với hai người. Chà, muội muội bây giờ đã trở thành Trắc Phúc Tấn, còn tâm trí trồng hoa hay sao? Hoa này đúng là đẹp nè. Đừng đụng vào hoa này. Muội muội, không phải muội nhỏ mọn như vậy chứ. Hoa này trồng được mà không sờ được sao? Trắc Phúc Tấn hiểu lầm rồi. Chỉ là loại hoa này thật sự không thích hợp cho người mang thai chạm vào người lâu, có thể sẽ bị sảy thai. Có chuyện này nữa sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Muội muội, sợi dây chuyền của muội đúng là rất tinh xảo. Trong cái hồ lô này đang được những giọt sương hứng từ loại hoa đó, thì cũng không nên đụng vào. Hôm nay đúng là mất hết hứng rồi. Đợi ta sinh xong đã, đợi ta sinh xong ta lại đến thưởng thức hoa cho muội trồng. Hình như nó đang đạp ta. Tôi thấy chắc chắn đây là A-ca, suốt ngày chơi đùa quậy phá trong bụng Cách Cách. Cho dù đó là A-ca hay là Cách Cách, nó vẫn là bảo bối nhỏ của ta. Nếu như nó là A-ca, ta hy vọng nó sẽ giống như Đại Hãn, là một đại anh hùng cái thế. Nếu như đó là Cách Cách, đương nhiên sẽ là một đại mỹ nhân như Cách Cách đây. Ta chỉ hy vọng nó là một đứa trẻ hiền lành thôi. Sau này lớn lên có thể gặp được người đàn ông yêu nó, được sống bình yên đến hết cuộc đời. Hế, những trái mơ trên cây này sao chúng còn chưa chín? Đã rụng xuống nhiều như vậy rồi. Tôi còn định chờ lúc mơ chín sẽ làm nước mơ cho Cách Cách an thai. Chắc chắn là do con mèo đó. Nè, Tư Mã, đừng đánh nó. Người xem, nó dễ thương quá. Mèo. Trên người con mèo này có mùi thơm, ngươi ngửi thấy không? Trên chiếc lắc tay này còn có cái hồ lô. Mùi thơm quá. Trong con mèo này sao lại có chiếc lắc tay này chứ? Cách Cách, Cách Cách, Cách Cách này sao vậy? Cách Cách này sao vậy? Cách Cách, mau lên. Tôi phải ráng lên. Cách Cách, tôi phải ráng lên. Cách Cách, tôi phải ráng lên. Cách Cách, Cách Cách. Cách bình an vô sự là tốt. Con của ta đâu? Con của ta đâu? Mong Phúc Tấn tha tội, đứa bé không giữ được. Cái gì? Không thể nào. Sao mà nó vẫn còn nằm trong bụng ta?
mũi đập lung tung không thể nào. Ngài nói dối. Có phải Phúc Tấn đã ngửi những thứ không nên ngửi không? Như là hồi hương hay là xả hương gì đó. Cái gì? Mùi thơm quá. Mùi hương qua đó. Không lẽ là con của ta, con của ta. Thật đáng tiếc, là một tiểu a ca. Con của ta, đứa con của ta, tất cả là tại nô tỳ. Tất cả là tại nô tỳ đã không bảo vệ được con của ta. Canh gác, người trừng phạt nô tỳ đi. Ngọc Nhi. Đại hãn, đại hãn. Ngồi yên đi. Đại hãn, là thiếp có lỗi với người, là thiếp có lỗi với người. Đây là chuyện ngoài ý muốn, nàng không làm gì sai, đừng tự trách mình. Thái y nói là một a ca, chỉ cần vài tháng nữa là nó có thể bình an đến với thế giới này rồi. Điều đại thiếp không tốt, thiếp không nên chơi với con mèo đó, là lỗi của thiếp. Nàng với con trẻ chắc chắn sẽ có con lại. Bây giờ nàng không được nghĩ lung tung, cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Không sao đâu. Con ơi, hãy yên nghỉ. Sống ngày đầu thai, kiếp sau con lại tiếp tục làm con của Ngạch Nương, có được không? Xem, hôm nay thời tiết thật đẹp, hay là chúng ta đi thả diều có được không? Cũng được. Sao vậy? Ta nghe có tiếng mèo kêu, ngươi cũng nghe thấy không? Không có đâu. Từ sau chuyện đó, đại hãn ra lệnh trong cung không được nuôi mèo, nên tất cả mèo đã bị đưa ra khỏi cung hết rồi. Không thể nào, ta cũng nghe thật mà. Hơn nữa, hình như vẫn là con mèo hôm đó. Vậy càng không thể nào. Mọi người tìm hết trong cung cũng không tìm được con mèo đó. Chắc là nó đã chạy ra khỏi cung rồi. Cách cách, vẫn còn nghĩ đến chuyện của tiểu A-ca sao? Người đừng buồn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe đi, chính là bên đó. Mèo con à, mèo con à, mèo con à. Cách cách, mẹ con à, rõ ràng là ở đây mà, sao lại không thấy đâu? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, muội đang tìm gì vậy? Muội đang tìm một con mèo đen. Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy không? Mèo đen à? Tỷ không thấy. Nó lớn khoảng chừng này thôi, khắp người đều là màu đen. Nó. Tỷ, chiếc lắc tay tỷ đang đeo ở đâu ra vậy? Chiếc lắc tay này là Đại Phúc Tấn tặng cho tỷ. Sao vậy? Ngọc Nhi, sao sắc mặt muội khó coi vậy? Chỉ
chiếc lắc tay tỷ tỷ đang đeo như chiếc lắc con mèo là mũi sảy thai đeo, không khác chút nào. Con mèo gì hại con sảy thai? Ngọc Nhi, con đừng kích động, con cứ từ từ nói. Phúc Tấn, thái y nói các cách gì ngửi mùi hương không nên ngửi nó mới bị sảy thai, mà nguyên nhân chính là do con mèo đen đó. Chiếc lắc tỷ tỷ đang đeo giống y như chiếc lắc con mèo đó đeo. Mùi hương trên con mèo đó với mùi hương trên người của tỷ tỷ cũng rất giống nhau. Ngọc Châu, chẳng lẽ mùi nghi ngờ tỷ hại mùi sảy thai sao? Mùi không thể chỉ như một chiếc lắc tay hay là mùi hương trên người tỷ mà cho rằng con mèo đó liên quan đến tỷ. Phải đó, sao Hải Lan Châu lại hại con được? Phải rồi, nô tỳ nhớ ra rồi. Chiếc lắc tay này là Ngọc Phúc Tấn và cả Hải Phúc Tấn trước khi được gả tới Thịnh Kinh, đại hãn đã tặng cho mỗi người một chiếc. Ngọc Nhi, con nhìn cho rõ, mấy chiếc lắc này có phải đều giống với chiếc lắc con mèo đó đeo không? Phải. Ngọc Nhi, mọi người cũng đã đưa lắc tay ra rồi, cũng nên xóa bỏ hiểu lầm thôi. Không, vẫn còn một người nữa. Các vị tỷ tỷ, để mọi người phải đợi lâu. Đại Phúc Tấn Cát Tường. Nhã Thuần, muội đang mang thai, muội xuống trước rồi nói chuyện. Dạ. Lúc ta cho gọi các muội tới đây, cũng dặn mang theo chiếc lắc mà đại hãn đã tặng các muội. Chiếc lắc của muội đâu? Nhắc tới chuyện này muội cũng đang đau đầu, không biết đã làm mất nó từ lúc nào. Không biết là tỷ tỷ tại sao đột nhiên lại hỏi tới chiếc lắc vậy? Chiếc lắc đại hãn tặng cho muội, muội cũng làm mất được sao? Thuần Phúc Tấn, tỷ. Muội nhìn đi, có phải là chiếc lắc này không? Phải, chính là chiếc này. Tỷ tỷ, tìm thấy nó ở đâu vậy? Ở trên người một con mèo. Mèo à, có lẽ muội đã làm rớt ở chỗ nào đó, bị con mèo tha đi. Chỉ tỷ muốn nói là con mèo đó nó tự biết đeo vào sao? Muội muội, muội nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng là tỷ thả con mèo đó vào hậu viện chỗ muội ở. Có phải Ngọc Nhi có thai, muội sợ mình bị uy hiếp? Không phải như vậy đâu. Mọi người đều biết nữ nhân của đại hãn sinh con nối dõi cho đại hãn, đó là vinh hạnh của chúng ta. Sao muội có thể làm chuyện như vậy chứ? Vậy sao? Lâm Linh Nhi. Đại Phúc Tấn. Nói. Mấy ngày trước, trong lúc nô tỳ cùng chủ tử qua vườn hoa của Hải Phúc Tấn, nghe nói hoa của Hải Phúc Tấn trồng không hợp cho người có thai ngửi lâu. Sau đó chủ nhân liền lệnh cho nô tỳ đi trộm hoa của Hải Phúc Tấn trồng, đem ngâm vào trong nước, đựng vào trong bình hồ lô nhỏ. Sau đó chủ nhân dùng chiếc lắc tay của đại hãn tặng người làm thành một chiếc giống như chiếc lắc hồ lô hơn qua của Hải Phúc Tấn. Còn nha đầu, ngươi nói bậy cái gì vậy? Tiếp tục nói. Sau đó lệnh cho nô tỳ đem chiếc lắc hồ lô đựng nước qua ngâm đó đeo vào cổ một con mèo đen, bỏ vào trong hậu viện của Ngọc Phúc Tấn, để mọi người đều cho rằng là Hải Lan Châu Phúc Tấn làm. Nô tỳ không chịu, không ngờ chủ tử lại tự mình đi làm. Ngọc Phúc Tấn quả nhiên đã mất tiểu A Ca. Đường tâm của nô tỳ ngày đêm bất an, nô tỳ đành phải bẩm báo hết chuyện này cho đại Phúc Tấn biết, để tránh sau này các Phúc Tấn khác bị hại. Ta không có. Thuần Phúc Tấn, lòng dạ tỷ thật độc ác. Ta không có, không phải cho ta làm, đừng đổ oan cho ta. Tỷ đứng lại, nói cho rõ chuyện này đã. Muội đừng qua đây, nếu làm hại đến tiểu A Ca trong bụng của ta, các người không ai gánh nổi đâu. Muội, muội và cả các muội nữa. Thuần Phúc Tấn, sao rồi? Tỷ có sao không? Bụng ta đau quá. Có phải sắp sinh không? Thuần Phúc Tấn. Anh Nam Nhật, mau gọi thái y. Sao vậy? Chuyện gì hả? Đại hãn. Sắp sinh rồi sao? Sao lại bị ngã vậy? Đều tại thần thiếp không tốt, thần thiếp sơ ý. Chúc mừng đại hãn.
bẩm báo đại hãn, Thuật Phúc Tấn đã sinh tiểu A-ca, nhưng mà cơ thể yếu ớt nên đã yếu mạng rồi. Chủ tử, con của ta đâu? Con của ta đâu? Các người cút đi! Con của ta sao lại chết được? Con của ta chủ chưa tử, chết. Đừng như vậy mà, đừng như vậy. Con Phúc Tấn, Phúc Tấn à? Phúc Tấn, Phúc Tấn, Dạ Thuần, con trai ta, Phúc Tấn, mời buông ra, mời bình tĩnh lại con đi, ơi. Dạ Thuần, buông tôi ra, Dạ Thuần, Dạ Thuần, Phúc Tấn, con của tôi, trả con cho tôi, Dạ Thuần, Dạ Thuần, Dạ Thuần, lại đi, Phúc Tấn à. Nhã Thuần, Nhã Thuần, Vĩnh Phúc Cung, Thuần Phúc Tấn hại các cá sĩ thai, đúng là ác giả ác báo. Cách Cách, người sao vậy? Người có chỗ nào không khỏe à? Ta không sao. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, người hại Cách Cách và Tiểu A Ca cũng đã bị báo ứng, người không cảm thấy vui mừng à? Nhưng đứa trẻ nó vô tội mà. Cách Cách, bà ta hại người như vậy, người còn thương hại nữa. Ta cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu như Thuần Phúc Tấn muốn hại ta, có bao nhiêu chất lắc không dùng, sao cứ phải dùng chất lắc của đại hãn tặng mình? Như vậy không phải đã đẩy hết nữ nhân nhận được chất lắc này trong cung vào diện nghi ngờ sao? Người nói cũng phải, điều này đúng là một cách làm ngu ngốc. Từ lâu chúng ta đều biết tỷ ấy mang thai một A-ca, hơn nữa cũng sắp tới ngày sinh. Tại sao tỷ ấy phải hại ta ngay trong lúc này mới được? Ngược lại còn hại chết con trai của mình, ta càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Lẽ nào là người muốn hại Cách Cách là một người khác? Lan Nhi, nàng biết không? Ta chinh chiến xa trường bao năm nay, Trường Kỳ đánh trận cũng vậy, bị bao vây 7 ngày 7 đêm cũng vậy, đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Đại Hãn là đại anh hùng của Đại Kim, không có gì có thể làm khó được người. Nhưng gần đây hậu cung xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự làm ta rất mệt. Đại Hãn liên tục mất đi 2 tiểu A-ca, nỗi đau khổ trong lòng thiếp có thể hiểu được. Có một số chuyện rất khó nói rõ ràng. Sao nàng không nói câu nào hết vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn biết rõ sao? Bây giờ Đại Hãn không cần đến một người phụ nữ tò mò, mà cần một người để làm tri kỷ. Nếu các nàng ấy đã không có phúc phần này, nàng hãy sinh cho ta một tiểu A-ca đi. Con của mẹ, sao con lại bỏ đi nhanh vậy? Ngay cả giày ngặt nương làm cho con cũng chưa kịp mang. Sao dáng vẻ lạnh lẽo quá, không thấy bóng dáng người nào. Nghe nói mấy ngày nay Thuần Phúc Tấn hễ nhìn thấy ai là bóp cổ cắn tay ngay.
Đại Phúc Tấn đã đuổi Lâm Linh Nhi, đuổi luôn tất cả nô tài khác, chỉ hạ lệnh ngày mang ba bữa cơm tới đúng giờ. Con của ta đâu? Đại Hãn đâu? Đại Hãn cũng không lo cho Thuần Phúc Tấn sao? Cách cách, hậu cung mẹ nhờ vào con, Thuần Phúc Tấn tự làm hại mình, lại không thể sinh con. Đại Hãn sao còn có thể nhớ tới bà ta? Con của ta, con của ta. Cách cách, cẩn thận. Con nhà đầu độc ác Lâm Linh Nhi, người đi chết đi. Lâm Linh Nhi cái gì? Người chống mắt mà nhìn cho rõ, đây là... Chủ tử, Linh Nhi biết tội rồi. Đồ độc ác, người dám bán đứng ta. Cách cách, hình như bà ta điên thật rồi, tưởng người là Lam Linh Nhi. Chủ tử, rõ ràng người kêu tôi đem con mèo đó đi hại Ngọc Phúc Tấn mà. Người đừng có nói bậy, ta kêu người trộm nước sương trên hoa của Hải Lan Châu. Ta đã nghĩ ra cách để mê hoặc Đại Hãn. Là ai kêu người hại cái thai của Ngọc Phúc Tấn hả? Nói mau. Tôi có nói không? Người mau nói đi, nói cho ta biết đi. Người mau nói đi. Ê, Ngọc Nhi. Lâm Linh Nhi, người nói rõ ràng Nhã cho Thu. Ta nàng là sao vậy? Cậu nô tài, mau bắt ả lại cho ta. Nhã Thuần, nàng đừng làm vậy. To gan, người dám gọi thẳng tên của bọn Phúc Tấn sao? Người đáng tội gì hả? Nhã Thuần. Lâm Linh Nhi, người qua đây cho ta, ta sẽ giết ngươi. Đủ rồi. Ta giết ngươi. Mình tỉnh lại. Ta giết chết ngươi. Đại Hãn, Thuần Phúc Tấn chỉ vì không biết giải tỏa bức xúc nên mới khiến đầu óc không tỉnh táo, bệnh tình càng nặng. Xin Đại Hãn bỏ qua cho sự vô lễ của tỷ ấy. Nàng không trách nàng ấy à? Thiếp không biết, nhưng tỷ ấy cũng giống như Ngọc Nhi, đều mất đi đứa con ruột của mình, đồng bệnh tương lân nên dễ thông cảm. Hơn nữa là... Hơn nữa là gì? Không có gì. Đại Hãn, Thuận Phúc Tấn, bây giờ tỷ ấy rất tội nghiệp, người đừng bao giờ trách tội tỷ ấy, nên quan tâm tỷ ấy nhiều hơn. Hy vọng tỷ ấy sẽ sớm nghe bình phục. Trước giờ chưa từng thấy người nào lại hiền lành như nàng. Nàng yên tâm, chắc chắn ông trời sẽ trả lại cho nàng một đứa con trai. Ta Đại Phúc Tấn ban thưởng. Chỉ cần ngươi xác định ai là chủ tử, sau này sẽ sống những ngày sung sướng. Sau này chủ tử của Lam Linh Nhi chỉ có một mình Đại Phúc Tấn. Dạ. Chủ tử, Đại Hãn đã truyền thái y trị bệnh cho Thuần Phúc Tấn. Để ý kỹ hơn cho ta, xem thái y có nói gì không. Dạ. Ta không hy vọng Nhã Thuần sẽ tỉnh táo trở lại. Dạ, xin người yên tâm, thái y đó nô tỳ sẽ thu xếp ổn thỏa. Trời lạnh rồi, mang ít quần áo cho Nhã Thuần và cả Ngọc Nhi. Giúp ta đem ít tổ yến và nhân sâm cho nó bồi bổ sức khỏe. Phúc Tấn, người... Người nói có phải là ta quá đáng không? Người cũng chỉ là làm theo lệnh thôi, là bất đắc dĩ. Ta không muốn nhìn thấy đứa bé trong bụng của Ngọc Nhi ra đời. Ngọc Nhi, ta xin lỗi. Đừng trách cô. Nếu như con muốn trách thì trách chúng ta cùng sống trong một hậu cung, cùng hầu hạ một người đàn ông. Chủ tử, đây là thư của trại kỳ nhã Phúc Tấn phái người gửi tới. Lùi ra đi. Dạ. Sao vậy Phúc Tấn? Không phải là giúp ta giúp Ngô Khắc Thiện trở thành thủ lĩnh sao? Phúc Tấn đang lo lắng, không biết làm sao mở lời với Đại Hãn. Gần đây hậu cung đã xảy ra quá nhiều phiền phức rồi. Thì ra nàng cũng có chuyện phiền não à?
Đại hãn Cát Tường. Lui ra. Dạ. Nàng đúng là làm nhiều việc tốt. Sao đại hãn lại nói vậy? Ta ngầm đồng ý cho nàng loại bỏ đứa trẻ trong bụng Ngọc Nhi, chứ không kêu nàng làm liên lụy đứa trẻ của Nhã Thuần. Đứa trẻ của Nhã Thuần là ngoài ý muốn. Nếu không phải Ngọc Nhi một mực muốn điều tra chuyện nó bị sảy thai, cũng không liên lụy đến Nhã Thuần. Đều tại thần thiếp làm việc bất cẩn, xin đại hãn giáng tội. Trừng phạt nàng, Tiểu A Ca cũng không sống lại. Ta chỉ hy vọng nữ nhân của ta nói năng làm việc đều phải thỏa đáng có ích, đừng có gây thêm phiền phức, có biết chưa? Thiếp biết. Ngọc Nhi, thật không ngờ Ngạch Cát vừa tới Thịnh Kinh thăm con trở về khoa nhĩ tấm chưa bao lâu đã nghe tin con bị sảy thai. Con đừng buồn, hãy nhớ lời Ngạch Cát, đừng tin Hải Lan Châu nữa. Con phải tranh thủ mang thai lần nữa mới có thể nắm được trái tim đại hãn. Ngoài ra, A Cổ Lạp đã ngấm ngầm cấu kết thuộc hạ của Lâm Đăng Hãn liên kết thủ lĩnh các bộ lạc khác, đầu đầu cũng là kẻ thù của ca ca con. Con phải làm cho Hoàng Thái Cực đứng về phía ca ca con. Tương lai của ta và ca ca con đều nằm trong tay con. Cách cách, đọc thư xong rồi mau đốt đi, để tránh rơi vào tay người khác lại gây chuyện không hay. Ừ. Cách cách, người đừng quên, chút nữa đại hạn sẽ tới đây, người đừng mặc ủ mày chao nữa. Để tôi chải tóc trang điểm cho người. Không cần, để ta tự làm. Người đi chuẩn bị ít rượu thịt giùm ta. Dạ. Cách cách, đại hãn đang trên đường tới đây thì gặp Ô Nhã. Không biết là Ô Nhã đã nói gì với đại hãn, đại hãn liền tới chỗ của Hải Lan Châu rồi. Lan Nhi, nàng sao vậy? Có sao không? Sao tự nhiên lại bị bệnh? Buổi tối Phúc Tấn không ngủ được, đi qua đi lại trong sân, ai ngờ không cẩn thận một chút liền nhiễm lạnh. Đại hãn lo chính sự đã đủ vất vả rồi, bây giờ còn lo lắng cho thần thiếp. Thần thiếp thật sự rất áy náy. Nàng nói cái gì vậy? Nàng vừa trải qua cơn bệnh nặng, nguyên khí vẫn chưa được hồi phục, nàng phải biết giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài buổi tối lạnh lắm, cho dù nàng không ngủ được cũng không được đi ra ngoài, phải ngoan ngoãn ở trong phòng, có biết chưa? Nhưng mà đêm dài lê thê, một mình thiếp trong căn phòng này cô đơn lắm, làm sao thiếp ngủ được? Phúc Tấn, thuốc sắp nguội rồi. Để cho ta. Nè, uống đi. Sao vậy? Đắng quá. Thuốc đắng giả tật. Hay là ăn chút đồ ngọt nha. Nô tỳ đi lấy ngay. Chút nữa uống thuốc xong thì đi ngủ sớm. Đại hãn, người phải đi rồi sao? Có thể ngồi thêm chút nữa không? Nói chuyện với thiếp đi. Thôi được, ta ở lại với nàng đến khi nàng ngủ. Được rồi, mà uống thuốc đi, ngủ rồi đó. Cách cách, tối qua cả đêm người ngủ không ngon, sao không nằm thêm chút nữa? Trong lòng ta buồn bực, ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo. Cũng tại đại hãn nói mà không giữ lời, đã nói sẽ tới, lại còn chạy tới chỗ khác làm gì? Nè, cách cách nhìn kìa. Hôm nay sắc mặt nàng đỡ hơn nhiều rồi. Hầu như lần nào thiếp bị bệnh, cũng có đại hãn bên cạnh, đương nhiên bệnh sẽ mau khỏi. Đúng là tiểu nhân đắc chí.
chúng ta đi thôi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Tham kiến đại hãn. Ta có việc đi trước, hai nàng cứ nói chuyện tự nhiên. Đại hãn, Ngọc Nhi có chuyện muốn thỉnh cầu. Nói đi. Nghe nói Thập Tứ Gia đánh thắng trận, hai ngày nữa sẽ về tới Thịnh Kinh. Phải. Đại hãn từng nói Thập Tứ Gia thắng trận trở về sẽ tổ chức hôn lễ long trọng cho Dương Gia và Ngọc Nhi. Về chuyện này, ta đã sai người đi chuẩn bị trước rồi. Tiểu Ngọc Nhi và thiếp là hảo tỷ muội, thiếp muốn trở về khoa nhị tắm đưa tiểu muội ấy xuất giá, có được không? Đại hãn, Ngọc Nhi từ nhỏ rất thương tiểu Ngọc Nhi, người hãy cho muội ấy về đi. Vậy thôi được, ta sẽ phái người đưa nàng về. Tạ đại hãn. Được rồi, hai tỷ muội nàng cứ nói chuyện đi. Ngọc, hay lắm, Đa Nhi cũng lại thắng trận trở về rồi. Giúp đại hãn đánh thắng trận đó là chuyện đương nhiên. Thập Tứ Gia, thanh bảo đao này tặng cho Thập Tứ Gia. Dừng. Thập Tứ Gia, có bá tánh tặng đao cho Thập Tứ Gia. Đa tạ huynh đệ, ta sẽ dùng thanh bảo đao này của huynh ra xa trường giết quân địch một cách sảng khoái. Thập Tứ Gia, vất vả cho người rồi. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Hey, chúc mừng Thập Tứ Gia. Chỉ đáng tiếc khuê nữ nhà Thao Dân không còn hy vọng làm thê tử của Thập Tứ Gia rồi. Mời dùng. Cải xanh, cải xanh. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Đa Đạt à, để hãy giúp ca ca một chuyện có được không? Ca, chuyện của huynh chính là chuyện của đệ, huynh cứ việc nói đi. Ta không muốn đích thân tới khoa nhị tấm để đón tân nương. Ta thấy như vậy hay đệ đi thay ta đi. Ca, huynh làm như vậy có phải không có thành ý hay không? Đệ có giúp hay không đây? Giúp, đệ chắc chắn sẽ giúp. Ca, huynh nghe gì chưa? Ngọc Nhi tỷ tỷ đã về thảo nguyên khoa nhị tấm để giúp tiểu Ngọc Nhi lo chuyện xuất giá rồi. Cái gì? Vậy đại hãn có phái người đưa cổ đi không? Hình như là có mấy người. Có mấy người? Không được, như vậy thì quá nguy hiểm. Ta vẫn phải đích thân tới khoa dĩ tấm. Cả lần này huynh đi đón dâu hay là đi hộ tống đây? Là Kim Ngọc Nhi và Kim Nhị Cổn, sao bọn chúng lại tới đây? Không lẽ Đa Nhị Cổn đang ở gần đây? Cách cách, sao vậy? Không có gì.
Chưa. Là ca ca tới đón chúng ta. Mau dừng xe. Mùi mùi, đi đường chất giả rồi.